cái đó bạn tiếp tục ngồi. Như vậy mình có thể đoán biết rằng là cái quan hệ của họ không phải là cha con. Nó là một cái tự ái dân tộc thôi. Ở đâu vậy, cái khoảng cách giữa già và nghèo nó là một cái gì đó rất là lớn. Và cái xã hội giai cấp của Ấn Độ đó mấy ngàn năm về trước và Đức Phật đã đả phá rất là mạnh trong kinh điển. Để giải phóng thân phận cùng đêm đó thì người ta đã chọn là Phật. Và cái cơ hội đó thì người ta còn đến với Đạo Phật để giải phóng cái nô lệ tâm thức của bản thân mình ở các thần linh. Thì ta thấy là khi mà cái người giàu hay là những người sang trọng khác đó mà không giúp được, mà thấy người khác giúp thì lòng mình không cảm thấy vui. Cái đó Đạo Phật nói là do vì ta thiếu cái chất tùy hỷ. Người khác làm điều hay ta phải tán dương. Còn người tự ái dân tộc đó thì cái tôi đó, cái tôi dân tộc nó lớn, nó còn với cái tôi của bản thân mình cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, cho nên cảm thấy rất là khó chịu khi mà thấy một người nào đó giúp cho những người cùng trên kheo khó, nhưng mà mình bản thân mình thì không làm việc này. Vào cách đây mấy năm tại Gujarat có một cái động đất dẫn đến cái chết của khoảng 30.000 người Ấn Độ. Chúng tôi dẫn phái đoàn Úc Châu đến để cứu giúp. Và chúng tôi chọn cái địa điểm là đi vào trong cái khu vực sâu nhất, nơi mà không có phái đoàn nào đến đó. 15 ngày trôi qua ấy thế mà xương và thịt của những người nạn nhân vẫn còn nằm ở dưới các đống gạch vụn, không người đến làm tặng túi cho họ. Chính phủ Ấn Độ lúc đó công bố qua các phương tiện truyền thông đó là không nhận viện trợ quốc tế, không nhận hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, không nhận hỗ trợ của UNICEF, không nhận hỗ trợ của Chữ thập đỏ, không nhận hỗ trợ bất cứ tổ chức quốc tế nào. Ai thích thì cứ đi chứ không nhận. Các đại sứ quán họ đóng cửa hoàn toàn, họ nói là chúng tôi đủ sẽ làm việc đó. Đó cũng là tự ái dân tộc. Cái tự ái dân tộc thì nó cũng có hay, nó giữ được cái truyền thống dân hóa một cách lâu dài trước cái cơn lốc của toàn cầu hóa thông qua kinh tế thị trường. Cái dở của nó đó sẽ làm cho chúng ta không thể nào giúp được những người cần phải giúp. Trên thực tế thì người Ấn Độ không tiếp nhận được những cái khoản cứu giúp từ phía chính phủ, bởi vì cái nạn tham nhũng ở tại Ấn Độ nó thuộc về tổ sư so với các quốc gia trong khu vực này. Cái tự ái đó nó làm cho rất nhiều người phải bị khổ đau nhiều hơn. Vì đó sắp tới khi chúng ta đến đó, thì chúng tôi đề nghị là đoàn chúng ta sẽ làm từ thiện bằng cách đó là mình quyên góp tập thể nhiều ít gì tùy theo sự phát tâm. Rồi ta đến một cái vị trưởng làng nhờ anh Cao Bu hướng dẫn sắp xếp và có cái tổ chức đàng hoàng để chúng ta phát theo đầu người, chứ phát theo đầu gia đình thì khó lắm. Một gia đình Ấn Độ có thể là 5-7 người, và phát một gia đình thì ta không biết được là gia đình nào để mà phát, cho nên ta cứ mặc như phát theo đầu đơn vị cá nhân á. Thì ai may mắn một gia đình 5-7 thành viên mà tới nhận thì thôi mình cũng hoan hỷ. Thực ra việc làm từ thiện Ấn Độ như là các cái giọt nước rải trên sa mạc á, từng giọt bốc khói, tức là không thấm tới vào đâu. Cái đau khổ đau mấy nghìn năm qua nó vẫn thế, và mấy nghìn năm sắp tới nó vẫn thế thôi, bởi vì dân trí ở đây quá thấp, phân biệt xã hội, phân biệt cấp, nó làm cho người ta không có gọi để thăng tiến bản thân mình, quay trở là phải vượt biên sang một nước khác ta. Vì đó mong sao cho tự giác nó có mặt ở đây để cho cái sự giải phóng dân tộc trên nền tảng giải phóng giai cấp đó, nó được thực hiện. Năm 2002 đó thì lễ quy tập thể đã diễn ra, 50.000 người đã từ bỏ Ấn Độ giáo đi theo Đạo Phật. Chúng tôi đã có mặt ở trong lễ quy đó, phỏng vấn nhiều người, họ rất là hoan hỷ. Và kể từ đó đến giờ đó thì cứ mỗi một năm đến ngày Phật đản đó khoảng 5.000 người đến 10.000 người quy tập thể là chuyện rất là thường. Phát xuất từ cái lễ quy tập thể của Bồ Tát Abhayakara, Bộ trưởng Bộ Pháp của chính phủ Ấn Độ sau thời kỳ anh trị. Ông tìm kiếm nhiều giá trị tâm linh, cuối cùng chọn Đạo Phật. Và ngay cái ngày chọn là Phật, ông cũng quy với 500.000 người khác nhau. Thì phong trào đó là giải phóng cùng đinh đó, nó trở thành như là một cái nhu cầu rất là cấp thiết. Và do vậy á, giúp cỡ gì giúp, cái nghề nó vẫn còn. Có người đặt ra một cái giả thuyết á, là giúp gần câu hay giúp con cá. Nhiều người lý luận là ta hãy giúp cái gần câu, tức là phương pháp luận, tạo ra cái cơ sở nghề nghiệp, hướng nghiệp để người ta giải phóng cái nghề một cái lâu dài. Về hướng dẫn lý thuyết cái này là số 1, nhưng mà về hướng dẫn thực tiễn á, tình huống nào thì tặng con câu, tình huống nào ta tặng con cá. Cá đây là thực vật thực, cơm ăn áo mặc, những cái nó như là nhu cầu rất là thiết mà không thể thiếu, chậm trễ thì dẫn đến những cái chết. Ví dụ ta đến những cái nơi mà họ không có phương tiện để có thể tự lập cho chính bản thân mình, có vươn lên cũng ai giúp đỡ, thì tặng cho họ chiếc cần câu, họ đâu có sông nước đâu mà câu, cá đâu để mà bắt,
thì lúc đó ta phải tặng cá thôi, tặng cái đang có sẵn thôi. Hoặc là đến những vị dưỡng lão, họ mất sức lao động, những người tàn tật hai chân bị khiếm thị không thể lao động được, thì ta phải tặng con cá. Do đó đó là tùy người mà ta tặng cần câu hay tặng con cá. Ở tại những cái vùng Phật tích đó, nếu trước đây nó là cái vùng văn hóa trung tâm dân vật của đất nước, thì bây giờ nó trở thành là những cái nơi mà cùng đinh nhất nghèo khổ của Ấn Độ. Và do đó đó, tặng cho các cần câu chắc chắn là không ai biết giá trị của đó là cái gì, và ta cũng không có thời giờ để nói. Họ nói bằng tiếng Hindi hoặc là tiếng quốc ngữ của nhiều bang khác nhau, tiếng Anh thì những này không hiểu, cho nên ta không có thời giờ để mà nói với phương pháp. Nói phương pháp xong rồi hiểu chưa chắc đã làm được chưa chắc đã thành công, thành công cũng chưa chắc đã cứu được bao nhiêu người. Nên với tư cách là những người hành hương đó, ta cứ làm bằng cách là tặng những con cá và tặng có nghệ thuật. Một điều thứ tư đó, chúng tôi muốn chia sẻ đó là tại các Phật tích vào năm 1994, chúng tôi đi thăm viếng. Thì cái phong tục và phóng sanh, thả cá, thả chim nó chưa có. Số lượng du khách ở châu Á đi vào nhiều hơn Trung Quốc, Triều Tiên, rồi Nhật Bản, rồi Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Việt Nam. Thì họ đã mang những con chim ở từ nước mình đến. Họ mang cá từ nước mình đến để phóng sanh tại đây, nghĩ rằng phóng sanh tại đây đó thì các con này sẽ quá kiếp làm con người ở kiếp sau. Thiện chí đó là đáng trân trọng, nhưng cách thức làm như thế đôi lúc đã làm hư cái nền văn hóa tại Ấn Độ này. Người Ấn Độ rất là thân thiết và gần gũi với loài vật, người ta không có giết loài vật sống như là các anh em, vì ở đây đó là đa thần giáo, cho nên các loài vật được xem là các phật linh, ví dụ như con bò được xem là hóa thân của thần Krishna, con rắn hóa thân của thần Krishna, họ tôn thờ. Là các con vật khác cũng như thế. Mà khi mà có nhu cầu phóng sanh á, những người nghèo không có phương tiện nào để sống, cho nên họ cố gắng mà bắt để cho chúng ta được mua. Và do đó các con vật này nó trở thành là cái môi giới của bắt rồi bán rồi bẫy và mua. Cứ như thế cái lẳng quẳng trong một cái kiếp sống nó chỉ có vài năm, có còn vài tháng, không biết bao nhiêu lần bị bắt đi bắt lại. Thế rồi thì chúng ta cũng không nên bận tâm về vấn đề mua chim thả cá gì. Nếu ai có làm thì làm tức khắc, đừng có đặt để, nhưng mà mình đặt lắm thì mình ra lệnh, người ta không có ta phải đi tìm chỗ khác đi về. Tương tự ở Việt Nam ta cũng làm như thế. Rất cảm ơn toàn thể quý vị, nhất là chư Tôn Đức Tăng Ni đã ủng hộ hỗ trợ cho chương trình bằng cách là đi cùng với đoàn. Và cảm ơn tất cả quý Phật tử, dù rất là bận bộn với công ăn việc làm và gia đình, dành thời gian quý báu để cùng đoàn đến chư bái Phật tích. Vọng rằng là những gì mà chúng ta đạt được đó, ngoài cái phước báo, ngoài cái đạo đức, ngoài những giá trị tinh thần, nó còn là giá trị văn hóa tâm linh. Đây chính là những điểm mà chúng ta hướng về. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị.